Sự bất mãn này chính là nguồn cơn cho thuyết âm mưu rằng cái chết của ông Cường có lý do khác ngoài bệnh tật. Romeo phải chết vì tình yêu và uy quyền chỉ được dành cho một người. Giải mã thế sự, công chúng xứng đáng được biết những gì đang diễn ra. Chào các bạn, tôi trở lại với một số thông tin quan trọng với tình hình nước láng giềng Trung Quốc. Tuần qua thì nước bạn đón nhận một tin buồn, đó là cựu thủ tướng Lý Khắc Cường qua đời vì liên cơn đau tim. Ông mới 68 tuổi thôi, và nếu đại hội đảng năm ngoái làm đúng theo nguyên tắc, thì hiện nay vẫn còn tại nhiệm. Đã rất lâu rồi thì một nhân vật chính trị đình đám của Trung Quốc như vậy chết khi chưa tròn 70 tuổi. Trên mạng ở cả Trung Quốc lẫn nước ngoài thì đã có rất nhiều thuyết âm mưu rồi. Mình thì là người tử tế, nên là mình sẽ không bàn thêm. Nhưng có một điều chắc chắn là đã có rất nhiều người Trung Quốc tiếc thương cho ông Lý Khắc Cường. Vì sao lại như vậy? Tất nhiên ông Cường đạt được nhiều công lao cho Trung Quốc trong 10 năm giữ chức, đặc biệt là về mặt kinh tế. Tuy nhiên thì nửa sau nhiệm kỳ, khi mà quyền lực của Chủ tịch Tập Cận Bình quá mạnh, thì ông Cường dường như là không có vai trò gì. Di sản hữu hình của ông khá là mờ nhạt. Dù vậy, mọi giọt nước mắt rơi xuống đều có lý do. Thương tiếc cho ông Cường, người có chính sách cởi mở và tự do hơn, gián tiếp thể hiện sự bất mãn với chính sách hiện tại. Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới hiện đang rơi vào trì trệ với khủng hoảng nợ công, khủng hoảng bất động sản và tăng trưởng thấp. Cái này có lỗi rất lớn từ quyết sách của ông Tập Cận Bình. Trước khi bị buộc phải nghỉ hưu sớm, ông Cường đã đi xuống Việt Nam, nơi Đặng Tiểu Bình bắt đầu cuộc cải cách mở cửa và nói nhiều về cải cách kinh tế. Ông còn khẳng định Hoàng Hà và Dân Tử sẽ không chảy ngược, với hàm ý là Trung Quốc sẽ không đảo ngược lại cải cách, cản trở hoạt động tự do kinh doanh của người dân. Điều này thì lại đi ngược với chủ trương ổn định của Chủ tịch Tập Cận Bình. Và tất nhiên, đoạn ghi âm này sau đấy bị gỡ xuống. Sự bất mãn này chính là nguồn cơn cho thuyết âm mưu rằng cái chết của ông Cường có lý do khác ngoài bệnh tật. Romeo phải chết vì tình yêu và uy quyền chỉ được dành cho một người. Điều này cũng khiến cho Trung Quốc rơi vào hoàn cảnh nhạy cảm. Liệu có nên tổ chức đám tang tưng bừng cho ông Cường hay là cứ lặng lẽ mà chôn cất? Làm điều đầu tiên thì dễ rủi ro, tạo ra hiệu ứng đám đông phản ứng như là trong đám tang của cố Tổng Bí thư Hồ Diệu Bang vào năm 1989, dẫn tới sự biến Thiên An Môn. Trong khi thực hiện cái thứ hai thì lại mang tiếng. Dù gì đi chăng nữa thì cái chết của ông Cường cũng cho thấy nền chính trị Trung Quốc đang tiềm ẩn rất nhiều phức tạp và có nguy cơ bất ổn. Vừa qua thì Bộ trưởng Quốc phòng cũng như là Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc chính thức bị miễn nhiệm chỉ sau vài tháng tại chức, mà khi càng bất ổn thì lại dễ tăng cường gây hấn với láng giềng để đánh lạc hướng dư luận. Đó là thứ mà Việt Nam chúng ta cần phải quan tâm. Trong ngắn hạn thì cái chết của ông Cường có thể ảnh hưởng tới kế hoạch sang thăm Việt Nam của Chủ tịch Tập Cận Bình, vốn đã được lên kế hoạch từ lâu nhưng lại bị trì hoãn do chính trị nội bộ, để cho người anh em sơn tinh Biden đem voi chín ngà, gà chín cựa đến trước vào hồi đầu tháng 9. Trung Quốc thì mong muốn kéo Việt Nam trở lại quỹ đạo của mình trong bối cảnh cạnh tranh với Mỹ ngày càng khốc liệt. Về dài hạn, bất ổn trong chính trị Trung Quốc có thể dẫn tới nhiều rủi ro, đặc biệt là câu chuyện Đài Loan cũng như là tranh chấp Biển Đông. Chủ đề này, khi diễn ra, tôi sẽ tiếp tục trao đổi với quý vị. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.